Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Lauren Chi Chi UK. Mình là Kim. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tham quan ngôi làng cổ ở Anh Quốc nha các bạn. Ngôi làng có tên là Port St. Light, nằm ở vùng Tây Bắc nước Anh, cách thành phố London khoảng 283 km. Khi đến thăm ngôi làng lịch sử này thì điều đầu tiên mình không thể bỏ qua đó là Viện Bảo tàng Port St. Light ha các bạn. Đến đây mình sẽ tìm hiểu về lịch sử của ngôi làng ở viện bảo tàng này. Điểm bắt đầu của bất kỳ chuyến đi nào là ghé thăm bảo tàng. Nơi đây cung cấp lịch sử rất thú vị và tương tác của ngôi làng. Sau khi khám phá lịch sử của ngôi làng bình dị này ở viện bảo tàng, thì bây giờ mình hãy băng qua con đường để đến phòng trưng bày nghệ thuật Lady Liver. Ở đây lưu giữ một trong những bộ sưu tập nghệ thuật trang trí và mỹ thuật tốt nhất của Vương quốc Anh và được dành để tưởng nhớ Elizabeth, vợ của nam tước Liver. Bây giờ thì mình mời các bạn cùng mình vào bên trong để tham quan phòng trưng bày nha các bạn. Sau khi tham quan phòng trưng bày xong thì bây giờ mình sẽ đi bộ qua chỗ nhà thờ nha các bạn. Đây là một cái nhà thờ cổ cũng nằm trong ngôi làng này luôn. Và nhìn bên ngoài thì có cái cổng rất là đẹp đó các bạn. Ở đây thì chủ nhật hàng tuần sẽ có lễ giống như là ở nhà thờ thì gọi là gì, xá tội phải không các bạn. Mọi người có thể đi vào đây và mở cửa hàng tuần. Ở đây có hai cây hoa đào này đẹp quá.
Ở đây, ở cái làng này nãy giờ mình thấy cũng có rất là nhiều hoa đào luôn, và mùa này thì nở rộ. Nhìn cái này giống nhớ ở Hà Nội mình quá ha mọi người. Khi đến nhà thờ Chris thì bạn đừng quên đi vào bên trong để chiêm ngưỡng phong cách kiến trúc đặc biệt của nhà thờ hết các bạn, và không gian rất là yên tĩnh. Giờ hãy cùng mình đi dạo xung quanh ngôi làng cổ nha các bạn.
Welcome to Drop Off. Thank you.
house to the Unilever Port Sun Life. Look at that BMW there. You want to get, I'll stop here, honey, and you can get out and have a look. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that.